bao xa tin cô bạn người thành ra hồi cùng bản đền Dương Văn tin cô bé ở trong bản đền. Lộc trên nhà cô mới ban cho, lộc của cô lộc ở trên ngàn đi tươi về tốt, nâng vẻ vang đời đời cô cho đi chính về người buôn may bán đất ở trên đời mọi sự an khang. Hạ về rồi
nghi xa xôn xao xa tay mở khóa động động đào ai là người tâm đức cô mới cho vào đền đây
tình biến sương ló bóng bóng tiên la đường lề bên sương cỏ bóng bóng cô ngàn mừng nở bên suối bóng bóng cô ngàn lững lờ bên suối bên đồi thông xanh bên đồi thông xanh nước biếc long lanh nước biếc long lanh bông hoa mận hoa đào hoa bông hoa hoa mận hoa đào hoa huy hoa lan tiêu theo nhà nhà hát ca vang lời
dâng lên tam bảo người mưu đồ trì, dâng lên tam bảo đồ trì mười nhưng mà
Con tôi về
lời trước mùa xuân quỳnh nhị hoa hoàng ngát xa gần. Lòng cho lắm về đây càng nhiều, bạn so thành đồng và nhật sang nhiều. Bồng lòng cho nhiều người năm ngoái năm xưa, thành đồng còn nhang khói thực thờ. 30 mùng 1 ngày hôm sầm, 30 mùng 1 ba hôm sầm mười. Được sau tháng đời đời đem so các ghi đời đời sau tháng. Thành ra hội cùng
cô bay hết rồi cầu ngược lên chơi thành xa hồi cùng ra vào đền hồ sen cậu bé ra vào tay lấy bức màn đào quỳ tâu sở nguyện tòng tâm tài mãi dựng lên kim ngân tài mãi dựng lên cậu hoàng tống đôi chép biết rõ ràng thì cho để bình an để thử bình an độ cho để thử bình an đi nhà phú quý khang tinh thọ trường độ cho phúc mạnh khang chứng lễ chứng tâm cậu về chứng lễ chứng tâm độ cho đệ khai quang sông nhang thập từ diệu quang miên chiếu đến trung ngã tích tăng cùng giang kim phục hoàng thân tận đời thánh đế thiên trung vương
lộc cậu ban, ban ngân ban chiếc đồng tài đề đa. Đôi ngang thành giá
thịnh mời cô tổ họ Vũ ngược đồng về chức tâm. Đồ nhan xạ nhiệt pháp vui mong muốn chư Phật thải hồi tâm sao văn tùy sư biết thương vân thanh nhị tương ngân chư Phật thiện toàn thân làm mô hưng vân cung sang Bồ Tát Ma Phát. Làm mô hưng vân cung sang Bồ Tát Ma Phát. Làm mô hưng vân cung sang Bồ Tát Ma Phát. Thành giá hồi cung dâng một chiến nhạc nghe thịnh mời cầu tổ tự đồng chứng tâm rơi thịnh chất nhạc cần người chúng thiên thân đệ tử các nhất luân tinh nhiệt man nhập cương tinh nhật ta vô nghiêm lại tiêu trai tươi làm mô hương vân cánh Bồ Tát Ma Phát. Làm mô hương vân cánh Bồ Tát Ma Phát. Thành giá châu bé dậy chim rừng ca hót đêm mơ thâu chim mà oanh díu dít đến lâu tung cánh về châu động tiên vượt trên non du con dầu dĩ thú sơn trang cảnh đẹp tự nhiên một bầu gió mát trăng ngọc.